Hello anh em nha, nay tối thứ hai ngày 8 tháng 4 Chúc anh em một buổi tối xem clip vui vẻ nha Tối nay em lên cho anh em xem một top Peru Mỹ nha anh em Peru, 50 Peru, 50 Mỹ Nghe đến tên Peru và Mỹ H Là anh em cũng đoán được uh, cái nét cánh xé và máu lửa nha anh em ha Rồi top này 4 tháng nha anh em, con đầu tiên Rất là đẹp luôn Đợt này thì em sẽ quay uh, Sơ sơ lược vài con nha anh em ha Con này con số 2 1 kg 8 nha anh em 1 kg 8 gần 1 kg 9 Form mấy con này là trên 3 kg nha Anh em nào không thích mồng lá đây Có mồng dâu luôn Giảng cực kỳ anh em ơi Rất là đẹp luôn Gân lực Form những con gà này là trên 3 kg nha anh em ha 3 kg 3 kg 2 3 kg 3 3 kg 4 luôn á Anh em nhìn cái cặp mắt không Sắc xạo nha anh em ha Giảng rất là đẹp anh em ơi rồi tới những con mái nha anh em ha Đó Hiện tại là ký tư một con rồi nha anh em Không phải một con đâu Ba bốn con luôn nha anh em ha Và form dáng đều giống y hệt như nhau nha anh em Form mấy con này là tầm một ký tám Tới hai ký hai nha anh em ha Anh em nuôi tốt có thể hơn nữa Cán vuông hai hàng trên nha anh em Đó form body nha Tóc top là top cực kỳ tâm huyết của anh em luôn nha anh em em đã lai like tạo rất là kỹ pha chế đó cũng đóng tiền uh, ngu cũng tương đối đây anh em ơi không có ít đâu rồi thêm vài con gà bông nữa nha anh em ha đó bông cánh bông đuôi rất là đẹp anh em ha thêm hai con trống nữa nha đặc biệt hai con này bông ở ức thôi mã trên lưng là ô đen nha nhìn rất là đẹp mắt luôn á là anh em theo dõi của em á, thì anh em cũng thấy là em lên tương đối là cũng 7 8 con gà y như vậy luôn nha anh em, không phải tự nhiên mà nó được như vậy đâu. Mà do pha chế đó. Chọn lọc ra thì nó ra một số như vậy thì nó cũng có một cái đặc điểm riêng ha. Sau này có thể em tạo ra những cái dòng mà ô bông như vậy để anh em nhìn trên thị trường á, anh em nhìn gà là anh em biết là em luôn. Đó, nhìn rất là đẹp anh em ha. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Top này em chia một củ trên con nha anh em. Anh em nào bắt hai con em bao phí ship tất cả mọi miền cho anh em luôn. Chào anh em.